Bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta học bài số 5. Đó là bài nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Thì đầu tiên á, mình nói về cái hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể. Hình thái có nghĩa là cái hình dạng bên ngoài em nhé. Thì bây giờ em cùng nhìn đây nè. Chúng ta nói nôm na trước nha. Cái sợi ADN của mình là nó dài lắm luôn á. Mà nó dài như vậy á thì nó rất là rối, giống như kiểu em hình dung tới cái chuyện là sợi chỉ với cuộn chỉ á, cái sợi chỉ nó rất là dài cho nên nó phải quấn lại thành cái cuộn chỉ, thì bản chất của cái cuộn chỉ nó cũng là cái sợi chỉ thôi, nhưng mà cái sợi chỉ nó phải quấn lại theo những trật tự nhất định để thành cuộn chỉ. Vậy thì cái sợi ADN cũng vậy nha, nó phải quấn lại theo những trật tự nhất định thì nó thành cái nhiễm sắc thể. Vậy cái nhiễm sắc thể thực ra nó cũng là cái ADN thôi, nhưng mà cái ADN này nó đã quấn lại rồi ha. Vậy sau khi ADN quấn lại thành nhiễm sắc thể thì ADN có hình dạng là hình dạng nhìn thấy hình ha. À, vậy ta em nhớ cho cô một cái đầu tiên là ở sinh vật nhân thực thì từng phân tử ADN được liên kết với các loại protein khác nhau, chủ yếu là histone, tạo nên cấu trúc được gọi là nhiễm sắc thể. Và ở đây cô lưu ý các em là ở sinh vật nhân thực nhé. Còn sinh vật nhân sơ á, cái ADN của nó là rất là ngắn, không cần cuốn thành nhiễm sắc thể làm gì. Giống như là một đoạn chỉ mà chỉ có 10 cm thôi, thì bỏ nó đâu cũng được à, không cần cuộn lại thành cuộn chỉ làm cái gì. Rồi, bây giờ các em cùng xem hai cái bạn nam ở đây này, đang nhìn nhau ha. Hai đứa nó muốn nhìn cái bộ nhiễm sắc thể của nhau á, nhưng mà thực tế là không thể nhìn bằng mắt thường được. Muốn nhìn được bộ nhiễm sắc thể của nhau là phải dùng những kính hiển vi. Và sau khi các bạn không đeo kính, dùng kính hiển vi để nhìn nhiễm sắc thể của bạn đeo kính thì thấy bộ nhiễm sắc thể là như này nè. Bây giờ chúng ta đi, chúng ta nói kỹ hơn về một cái bộ nhiễm sắc thể nhé. Đây là bộ nhiễm sắc thể của bạn nam hồi nãy cô để lại. Và đây là bộ nhiễm sắc thể của con ruồi giống. Thì chúng ta có một số nhận xét sau đây. Thứ nhất á, là em có thấy bộ nhiễm sắc thể của người nó khác bộ nhiễm sắc thể của ruồi giống. Nó khác về hình dạng này, hình dạng khác này, khác về kích thước này, khác về số lượng. Đó. Vậy nhiễm sắc thể có hình dạng, kích thước, số lượng đặc trưng cho loài. Rồi em lại thấy nữa này, có phải nhiễm sắc thể, ví dụ như cái số 1 này nó có 2 chiếc này, số 2 này nó có 2 chiếc, số 3 có 2 chiếc. Ở ngay ở con ruồi giống cũng vậy, cái V này có 2 chiếc này. Đó. Thế thì ý tiếp theo em phải nhớ là ở phần lớn các loài sinh vật lưỡng bộ thì bộ nhiễm sắc thể trong tế bào cơ thể thường tồn tại thành từng cặp tương đồng. Cặp này không phải là cặp đại nha, mà là cặp tương đồng. Mỗi một cặp gồm 2 chiếc có hình dạng gần như nhau. Tiếp theo là nhiễm sắc thể sẽ được quan sát rõ nhất vào kỳ giữa nguyên phân hay kỳ giữa dạng phân thì đều quan sát được rõ hết. Và người ta thường chia nhiễm sắc thể thành 2 loại, đó là nhiễm sắc thể thường với nhiễm sắc thể dương tính. Đó. Bây giờ mình lại nói tiếp về cái nhiễm sắc thể nhé. Thì mình nhìn vào cái hình dạng nhiễm sắc thể này, mình sẽ thấy là mỗi một nhiễm sắc thể nó đều có các cái thành phần. Nó có một cái tâm động, đây tâm động này. Nó là cái vị trí liên kết với thoi phân bào để giúp nhiễm sắc thể có thể di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào. Rồi có cái vùng đầu mút là mấy cái chỗ tận cùng bên ngoài như này. Thì có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể và làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau. Và cuối cùng là các cái trình tự khởi đầu nhân đôi ADN là những điểm mà tại đó ADN nó được bắt đầu nhân đôi. Những cái điểm đấy nó nằm sâu ở bên trong cái nhiễm sắc thể này em nhé. Đấy, nó nằm sâu bên trong mình nhìn không có thấy. Nhưng mà trong đây á, nó có những cái điểm để mà khởi đầu nhân đôi ADN. Bây giờ mình nói kỹ hơn về nhiễm sắc thể, mình nói đến cái cấu trúc là siêu hiển vi luôn ấy. Đó. Bây giờ mình thấy nha, sợi ADN à, thì nó rất là mạnh mà, đường kính có 2 nanomet à. Và cứ 146 cặp nu thì nó sẽ quấn quanh 8 cái protein histone thành một cái cục như này, gọi là cục nucleosome. Và cục nucleosome chính là đơn vị cơ bản của nhiễm sắc thể. Rồi một chuỗi gồm nhiều nucleosome thì gọi là mức xoắn một, hay còn gọi là sợi cơ bản. Đường kính của nó là 11 nanomet.
Sau đó cái mức xoắn một xoắn thêm lần nữa thì thành mức xoắn hai. Mức xoắn hai thì gọi tên là sợi chất nhiễm sắc, thì đường kính của nó bây giờ là 30 nanomet. Cái rồi mức xoắn hai này nó xoắn thêm lần nữa, nó thành mức xoắn ba, thì mức xoắn ba gọi là siêu xoắn với đường kính là 300 nanomet. Rồi cuối cùng là cái mức xoắn ba này nó gấp nha, bây giờ nó gấp chứ không xoắn nữa em nhé, nó gấp lại à, thì để trở thành chromatid có đường kính là 700 nanomet. Đấy, thì cô để cho em một cái bảng à, em có thể chụp ảnh màn hình nhá à, có tên gọi các cấp nè à, và cái đường kính của nó. Thì đề thi hay hỏi cái đường kính này nhưng mình để ý nha. Và cuối cùng cô dặn các em là cái nhiễm sắc thể kép như cái hình này nè, thì nó gồm hai chromatid giống hệt nhau nha, hai đứa này giống y nhau vì một đứa làm khuôn để tổng hợp lên đứa còn lại mà, cho nên hai đứa này giống hệt nhau và nó dính với nhau ở tâm đạo. Rồi em phải ghi nhớ một điều cực kỳ luôn ha, là phải đơn vị cơ bản của nhiễm sắc thể chính là nucleoson. Thế thì có một câu hỏi là sao ADN phải cuộn lại thành nhiễm sắc thể à, chắc em cũng hình dung được rồi ha, để nó có thể xếp gọn vào nhân tế bào chứ không cuộn lại thì dài quá làm sao mà nằm trong nhân được. Rồi để nó dễ di chuyển trong quá trình phân chia tế bào và để điều hòa hoạt động gen. Rồi tiếp tục là tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, thì tế bào nào có nhiễm sắc thể? Đương nhiên là tế bào nhân thực có nhiễm sắc thể rồi, tại vì ADN của tế bào nhân thực mới dài để cần cuộn thành nhiễm sắc thể, còn ADN của tế bào nhân sơ thì nhỏ xíu lại còn dạng vòng tròn nữa, cho nên không cần phải cuốn lại thành nhiễm sắc thể. Vậy nên ở tế bào nhân sơ là chưa có nhiễm sắc thể nhé. Bây giờ mình nói đến là những cái đột biến về cấu trúc nhiễm sắc thể thì đột biến về cấu trúc nhiễm sắc thể là những cái biến đổi về cấu trúc nhiễm sắc thể. Thì cái cấu trúc này nó thay đổi cái thì gọi đột biến. Và chúng ta có bốn dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, bao gồm là mất đoạn nè, đảo đoạn nè, lặp đoạn, chuyển đoạn nè. Cái đầu tiên là mất đoạn nha, thì em nhìn nè, cái nhiễm sắc thể ban đầu nè, nó mất đi một đoạn, nó mất cái đoạn D này ha, nó thành ra nhiễm sắc thể đột biến. Vậy thì hậu quả sẽ làm giảm số lượng gen, làm mất cân bằng hệ gen. Mà nếu cái gen mất đi mà quan trọng á thì sẽ gây chết hoặc là giảm sức sống của thể đột biến. Tuy nhiên con người mình lại lợi dụng cái đặc điểm là đột biến mất đoạn này để mà chủ động loại khỏi nhiễm sắc thể cái đoạn mà chứa cái gen xấu á. À, vậy thì sinh vật sẽ không còn cái gen xấu nữa, là vứt đi được một đặc tính xấu của sinh vật ha. À, bây giờ cô lấy một cái ví dụ về một cái mất đoạn ở người mình ha. Nó có một cái hội chứng gọi là DCO. Cái này hội chứng này là mất một đoạn của cái nhiễm sắc thể số 22. À, thì cái người bị mất một đoạn nhiễm sắc thể số 22 thì nó có hình dạng như này. Túm lại là không có được khôn ngoan như đứa trẻ bình thường. À, em muốn nhớ những cái chi tiết thì chụp ảnh màn hình ha. À, còn nếu mà mất đoạn nhiễm sắc thể số 5 thì bị hội chứng mèo kêu, khác y như tiếng con mèo vậy đó. Chúng ta nói đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể số 2 là đột biến lặp đoạn. Thì em nhìn cái nhiễm sắc thể nguyên thủy này, cái nó lặp lại một lần cái đoạn BC. Vậy thì lặp đoạn thì sẽ lặp gen em nhé, lặp đoạn thì phải lặp gen. Mà lặp gen á thì sẽ tăng số lượng gen, mà tăng số lượng gen thì sẽ tăng cái cường độ đột biến gen lên, thì tạo điều kiện xuất hiện gen mới trong quá trình tiến hóa. Đó. Tuy nhiên lặp đoạn á là nó lặp gen, nó không có làm cho gen đang tốt thành xấu, nhưng mà lặp gen, mà lặp gen thì mất cân bằng hệ gen. Mất cân bằng hệ gen thì có khi làm tăng cường, có khi làm giảm sự biểu hiện của tình trạng tùy vào một cái điều kiện cụ thể. Đó. Thì để mà có được cái đột biến lặp đoạn này á thì người ta thấy là do sự đứt gãy nối các đoạn nhiễm sắc thể một cách ngẫu nhiên, nó nối sai á. Đó. Hoặc là do treo đổ chéo không cân giữa hai nhiễm sắc thể tương đồng mà nó bị lặp đoạn như vậy á. À, cái chỗ này là cô giải thích kỹ hơn về cái vụ này, treo đổ chéo không cân thì lặp đoạn nhé. À, em coi nè, đây là cái nhiễm sắc thể nguyên thủy ha. Nó có cái đoạn này A B C D E, cái màu trắng cũng có A B C D E. Yeah. Thế thì à, khi treo đổ chéo thì chỉ có hai nhiễm sắc thể gần nhau, tức là hai đứa ở giữa này nó treo đổ chéo này. Thì đúng ra là nếu mà cái đoạn màu cam này cho cái đoạn màu trắng, đoạn AB
thì đoạn màu trắng cũng chỉ trẻ lại đoạn AB thôi. Đó là treo độ chéo cân, mà treo độ chéo cân thì không gây đột biến. Nhưng bây giờ nó treo độ chéo không cân thì cái thằng màu cam á nó cho đi cái đoạn AB nhưng nó nhận lại cả ABC. À, cho các bạn thấy không nha. Tới đây này, cái thằng màu cam này này, nó dính với ABC này luôn này. À, còn cái thằng nhìn ở trên này này nó bị ngắn bớt đi, tại vì á là nó chỉ có cái đoạn ngắn AB này này nó nối với cái thằng DE bên đây thôi. Đấy, vậy thì cái nhiễm sắc thể mà cô đang chỉ vào này là nó mất đi một đoạn C, còn cái nhiễm sắc thể dưới đây là số 3 này này lại lặp một đoạn C. Vậy là treo độ chéo không cân sẽ dẫn đến là mất đoạn và lặp đoạn. Đấy. Thì khi mà một cái đột biến lặp đoạn á thì hồi nãy cô đã nói rằng có khi tăng cường, có khi là giảm sự biểu hiện của tính trẻ. Mà một cái ví dụ điển hình là cái vụ mà lặp đoạn 16A trên nhiễm sắc thể ít của ruồi giấm ấy. Càng lặp nhiều đoạn thì mắt nó càng dẹp, mắt con ruồi bình thường nó lồi này này. Nhưng khi mà bị đột biến lặp đoạn cái là mắt càng nhỏ lại nhỏ xíu, lặp càng nhiều đoạn thì mắt càng nhỏ. Lặp đoạn ở đại mạc thì lại giúp tăng hoạt tính enzyme amylase. Con người mình lợi dụng cái đột biến này để mà sản xuất bia đó em. Tại vì bia rất cần enzyme amylase giúp phân hủy tinh bột thành các phân tử đường. Mình nói tới đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể số 3 nhé, là đột biến đảo đoạn. Đấy, em nhìn cái đoạn là BCD nó đứt ra, nó quay 180 độ, cái nó gắn vào chỗ cũ. Thôi thì cái đảo đoạn này nó sẽ làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen, thì sẽ làm thay đổi khả năng hoạt động của gen, có khi tăng có khi giảm mức độ hoạt động của gen. Thì đảo đoạn không làm mất mà cũng không thêm số lượng gen, cho nên nó ít gây hậu quả đến sức sống của sinh vật. Tuy nhiên nó làm cho gen bị thay đổi cái chỗ ở, cho nên nó làm giảm khả năng sinh sản và nó cũng góp phần tạo nguyên liệu cho tiến hóa. Đột biến cuối là chuyển đoạn ha. Chuyển đoạn có nghĩa là có một cái đoạn từ nhiễm sắc thể ban đầu này nó chuyển qua một nhiễm sắc thể khác. Thì chúng ta có hai dạng chuyển đoạn là chuyển đoạn tương hỗ với chuyển đoạn không tương hỗ. Thì em coi cô minh họa chuyển đoạn tương hỗ nè. Cái nhiễm sắc thể trên này á, nó chuyển cho nhiễm sắc thể dưới một đoạn, và nhiễm sắc thể dưới chuyển trả lại nhiễm sắc thể trên một đoạn. Tức là có qua có lại thì gọi chuyển đoạn tương hỗ. Còn trong cái trường hợp như phía bên đây này, chỉ có cái nhiễm sắc thể trên này cho cái nhiễm sắc thể dưới một đoạn thôi. À, mỗi vậy thôi ha, thì gọi là chuyển đoạn không tương hỗ. Vậy thì cơ chế phát sinh của chuyển đoạn là gì ha? Là một đoạn nhiễm sắc thể đứt gãy gắn vào vị trí khác của nhiễm sắc thể đó, hoặc gắn sang nhiễm sắc thể không tương đồng khác, hoặc là sự tiếp hợp và trao đổi đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng khác nhau thì dẫn đến chuyển đoạn. Hậu quả sẽ làm thay đổi nhóm gen liên kết và thường làm giảm khả năng sinh sản. Đó. Tuy nhiên là nếu chuyển đoạn nhỏ thì ít ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến, nên được ứng dụng trong công nghệ chuyển gen. Rồi, chuyển đoạn là có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới. Đấy. Đó, các em cố gắng là mình học bài ha, mình học bài kỹ, học thuộc nó, làm bài tốt. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi nha, và nhớ là mình tiếp tục theo dõi nữa nha, để nhận được nhiều bài học hay nha các em nha.